Và ở đây thì em cũng nhắc lại một lần nữa là quân đội nhân dân Việt Nam là từ nhân dân mà ra, mà vì nhân dân và chiến đấu. Đấy, mà quân đội nhân dân Việt Nam là chung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Và quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt. Đó là như vậy. Cho nên ở đây em muốn khẳng định cái điều này để phản biện lại cái luận điệu của tụi nó là lỡ điều vào trong đó rồi đảo chính nắm quyền thành phố Hồ Chí Minh à. Đấy, nó có cái luận điệu kiểu đó nữa. Đấy, cho nên là cái đầu tiên là em là khẳng định là quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt là một cái vấn đề để chống lại cái thuyết âm mưu của tụi nó âm mưu đủ các kiểu và suy luận ra cái sự đấu tranh nội bộ giữa chính quyền các cấp nhìn kia hết là lung tung. Mục đích của chúng chỉ làm cho người dân là hoang mang đó, có thể là nghi thần nghi quỷ, rồi bắt đầu từ đó là rất là dễ kích động. Kích Khi động mà một đúng rồi. người đang hoang mang, tâm lý đang hoang mang lo sợ thì rất dễ người khác lôi kéo và kích động đó. Nó mục đích của tụi nó chỉ một mong muốn duy nhất của tụi nó là như vậy, làm cho người dân càng hoang mang càng hoảng loạn thì càng tốt, để chúng có cơ hội để mà lôi kéo mà kích động, tạo lên nên một cái chiều hướng cực xấu cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang chẳng hạn. Đấy, và qua cái tình hình thực tế thì cái diễn biến dịch là đã phát triển theo cái chiều hướng xấu. Đấy, như vậy thì đó là cái tình hình thực tế. Như vậy chúng ta biết những người ở trong cái địa phương đó, biết là những người ở tất cả trên đất nước Việt Nam mà thậm chí cả thế giới cũng đều biết như vậy. Tại chính phủ chúng ta không có giấu dịch, không có giấu bất cứ một cái số liệu nào thì đều công bố để cho mọi người được biết, để mục đích làm cho người dân hiểu rõ cái sự nguy hiểm cái con Covid này, cái biến thể Delta này, để người dân chấp hành nghiêm cái chỉ thị 16. Và ở đây á, thì các anh ở trước á, thì đã nói rất là nhiều về cái vấn đề mà lực lượng điều ở ngoài miền Bắc vào miền Nam là quân y rồi, thì em cũng không muốn đi sâu vào vấn đề. Nhưng mà em khẳng định thêm, ở khu vực Tây Nguyên nó có cái tỉnh nào á, vẫn cũng điều luôn cả bên là y bác sĩ mà bên quân sự là hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh và Đúng rồi. mấy tỉnh khác, tức là quân dân y bất cứ lực lượng nào chúng ta có thể hỗ trợ được là đều điều động tập trung vào cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đó là một cái điều khẳng định như vậy. Thì ở trong đó quân đội chỉ là một cái nhóm ở trong đó thôi, đó có rất nhiều đoàn đi hỗ trợ trong cái giai đoạn này. Đấy, là cái đoàn tỉnh Đắk Lắk hay là tỉnh nào ở khu vực Tây Nguyên á, là ngày hôm qua luôn đó anh cơ quan, chứ không phải là có một quân đội không. Đúng rồi. Và cái điểm thứ hai nữa là chỉ 1-2 ngàn là đội ngũ y bác sĩ của quân đội ở phía Bắc vào, còn cái lực lượng mà phục vụ cho cái quá trình là sinh hoạt của người dân, ví dụ như cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho đảm bảo cuộc sống hàng ngày của người dân á, là huy động toàn bộ là trong quân khu 7. Đó là lực Quân lượng, một là bộ đội chính quy lực lượng tại đó, chỗ. và thứ hai nữa là cái lực lượng dân phòng. Đấy là hai cái lực lượng đó là ở tại chỗ. Và ở đây á, nhiều cái thành phần á, nó không có cái kiến thức mà nó còn nói là ở ví dụ anh bộ đội đi mua đồ mà lạc đường, hoặc là bộ đội làm sao mà biết nhà nào biết xẻ đường nào để đi đó, trong khi nó không có biết là sử dụng cái lực lượng đó là lực lượng tại chỗ. Hôm nay bộ Rồi. tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và quân khu 7 thì ở quân số rất là nhiều, và kể cái lực lượng mà dân quân tự vệ cũng vậy, thì ở tại chỗ đó thì họ lạc đi đi chỗ nào hả anh cơ quan, họ lạc tới chỗ nào đó, với khu vực nhà anh ở mà anh lạc à đó. Cho nên là cái gì thì chúng nó cũng xuyên tạc chủ, chúng nó cũng nói được, cũng đem ra nói cho, mà nếu mà đọc riết á, thì cũng thật là mù tịt luôn, là không biết đường nào mà lần thật thật sự. Thì qua cái thông tin á, thì ở sư đoàn 5 á, là 2.000 cán bộ chiến sĩ, thì
thì hỗ trợ cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương đấy, và cái ở sư 302 á, thì cũng hỗ trợ cho khu vực tỉnh Đồng Nai và khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó, là có huy động toàn bộ hết, là cơ bản là ở trên cái địa tại chỗ đúng rồi. Cái lực lượng tại chỗ thôi, cái điều quan trọng nhất là cái đó, nhưng mà tụi nó cố tình lờ đi đó, nó cứ phải là đôn lên mà cái tình hình là nó rất là khủng khiếp, và dẫn dắt mọi người tới một cái thuyết âm mưu của tụi nó là đưa quân đội vào để đàn áp nhân dân kích động à. Cái chỗ đó thì nó vẽ ra hết, vẽ ra tất cả các cái đường rồi cho đưa người dân người nghe vào cái mê cung, xong rồi chốt lại một câu đó là quân đội vào là để đàn áp nhân dân đó. Mục đích là làm cuối cùng cũng chỉ muốn làm cho người dân hoang mang hoảng loạn lên, rồi là thiếu suy nghĩ để tụi nó kích động, nó lôi kéo, ví dụ như là kêu gọi xuống đường. Cái việc mà kêu gọi xuống đường đó là xúi con người người dân đi vào cái chỗ chết đó, chứ không phải là xuống để làm gì. Mà chết thì nó ngồi ở bên trời Tây, nó ngồi ở trong nhà nó cười ha hả chứ nó có làm gì đâu. Đấy. Mà từ trước tới giờ những cái luận điệu đó ở rất là nhiều cái diễn đàn, kể cả thậm chí là đài của VTV1 này kia, và báo chí, kể cả những anh em nông dân tự phát như anh em chúng ta là chia sẻ rất là nhiều. Đấy. Cái mấu chốt của tụi nó là chỉ muốn phá hoại cái sự bình yên mà của người dân Việt Nam mà thôi. Nhưng mà tại sao lại chúng ta lại cứ phải thích nghe, nó đâu có tác dụng gì đâu, nó chỉ đưa cái con người tới cái bần cùng, tới cái sự chết chóc đó, tới cái sự mà là loạn lạc đó. Trong khi cái cuộc sống đang yên bình, đang hạnh phúc, đảng nhà nước ra bất cứ một cái chỉ thị nào, một cái quyết sách nào thì đều nhằm phục vụ cho người dân, còn hoài nghi và cũng tự cho cái tôi mình quá, rồi chấp hành không có nghiêm. Nếu bánh mì chỗ này không ngon, đi qua chỗ khác mua, rồi thịt heo ở chỗ này không có tươi, rồi qua bên kia để qua cái quận khác để mà mua cá nó ngon hơn, nó tươi hơn chẳng hạn. Đúng rồi. Thì tại sao khi đảng nhà nước đã làm việc rất là rõ ràng như vậy thì để bảo vệ sức khỏe tính mạng của chúng ta, rồi chúng ta không nghe, chúng ta vì cái bản thân, cái yêu thích, ưa thích cái lối sống buông thả của bản thân mà làm ảnh hưởng rất nhiều tới người khác. Và cái việc mà cái biến chủng Delta này nó nguy hiểm, và cái khả năng phát tán lây lan bệnh của nó là rất là nhạy hơn so với các cái biến thể khác trước, thì đây là cũng là một cái bất ngờ. Tuy nhiên á, nếu mà mỗi người dân thì chúng ta chịu khó chịu khổ trong một thời gian thôi là chúng ta đã kết thúc cách đây là mấy ngày rồi, chứ không phải là đợi thêm 15 hay 30 ngày nữa. Đúng rồi. Mà nhìn đi nhìn lại thì cũng vậy. Mà đặc biệt là nổi cộm lên các clip mà những cái thành phần mà tiếp tay cho những cái trang phản động, không clip chống đối các lực lượng chức năng ở các cái chốt kiểm dịch, nhằm cổ suý với hành vi là vô ý thức tổ chức kỷ luật. Đó. Chính những cái thành phần đầu têu đó là dẫn dắt cho cái người dân là sống vô tổ chức, coi thường pháp luật. Đó. Cái việc thì ở đây hồi nãy thì anh Phạm Tân cũng có hướng đề nghị, thì riêng bản thân em cũng cảm thấy là những cái thành phần đó chúng ta cần phải xử lý thật nghiêm, cần thiết là chúng ta truy tố hình sự. Đây là liên quan tới tính mạng con người, chứ không có đơn thuần là cái hành vi cá nhân của anh, cái lời nói của anh đâu, mà nó ảnh hưởng khi người khác mà nghe theo, làm theo những cái hành vi, những cái lời nói đó của anh thì dẫn đến rất nhiều người là mất đi cái tính mạng. Thì ở đây là cái đại dịch này là đại dịch toàn cầu. Đúng rồi. Riêng bản thân em cũng vậy, cũng đề nghị là các cơ quan chức năng á, là xử lý những cái trường hợp đó thật nặng vào. Và bây giờ đã đưa quân đội vào để mà giúp đỡ cho nhân dân như vậy rồi á, thì cũng muốn á, là mọi người dân thì ai ở yên, là ở đâu thì ở đấy, cứ ở trong nhà chúng ta thôi.
cùng với đảng, nhà nước và chính quyền các cấp á, chúng ta cùng chung tay để mà dập tan cái dịch này trong vòng tới ngày 15 tháng 9 đó là xong. Và theo em nghĩ á, là theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ á, là chúng ta tiến hành xét nghiệm toàn thành phố. Đây là cái việc, việc làm rất là cần thiết. Và khi chúng ta xét nghiệm xong xuôi hết thì chúng ta sẽ tiến hành chữa trị cho những cái trường hợp dương tính. Đấy. Thì chúng ta đưa vào các cái trung tâm để mà tiến hành chữa trị theo dõi. Và còn lại á, là những người mà âm tính thì chúng ta sẽ sớm trở lại với cuộc sống bình thường mới. Thì em hy vọng là cái công tác mà tiến hành xét nghiệm toàn thành phố thì tiến hành được thuận lợi và nhanh chóng, là chúng ta rút ngắn được cái càng rút ngắn số ngày xét nghiệm xuống thì là càng tốt. Những ngày em cảm thấy cũng rất là mừng và chúng ta làm vậy là bắt đầu là đi đúng hướng rồi, là đi đúng hướng rồi. Cái xét nghiệm vậy thì chúng ta phát hiện ra được, làm nó là rất là có triển vọng. Thì em hy vọng trong vòng 15 tháng 9 thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là tự hào là tuyên bố là dập được dịch, chiến thắng. Những đúng không? Nhà dương tính thì vẫn phải theo dõi, phải chữa trị cho khi nào âm tính thì thôi. Mà giờ ngoài cộng đồng ta không còn nữa, là lúc đó là thành công. Thì nên em chỉ muốn chia sẻ cái góc nhìn này thôi. Thì, cho các anh em khác. Ok rồi. Cảm ơn thân rất là nhiều nha. Cảm ơn em.